Kính thưa quý vị, học sinh Waziristan chuẩn bị mừng ngày Pakistan, tin tự Nam Waziristan. Mặt trời mọc trên bầu trời, Spinkai Ranga, một thị trấn nhỏ có thời được coi là thành trì của phiến quân Taliban ở khu vực bất ổn Nam Waziristan của Pakistan. Khi nông dân địa phương lùa đàn gia súc tới những cánh đồng lởm chởm đá, cậu bé Zavarulat, 8 tuổi, cùng với bạn học là Wasim tới trường dưới sự giám sát của binh sĩ Pakistan. Zavarulat và Wasim đều là học sinh lớp 2 ở một trong các trường được quân đội bảo vệ, vui mừng vì các em sẽ trình diễn trong hoạt cảnh Ngày Pakistan được các học sinh chuẩn bị vào ngày hôm nay. Ngày Pakistan kỷ niệm nghị quyết Lahore vào ngày 23 tháng 3 năm 1940, khi lãnh đạo Hồi giáo Ấn Độ kêu gọi thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập tại Ấn Độ thuộc địa của Anh Quốc. Khu vực bộ lạc miền núi ở Nam Waziristan, một trong những địa hình nguy hiểm nhất trên thế giới và là nơi ẩn náu lý tưởng an toàn cho các nhóm phiến quân nổi tiếng nhất thế giới. Việc chuẩn bị cho hoạt động bắt đầu cách đây được khoảng 3 tuần. Các quân nhân trẻ hướng dẫn 40 trẻ em để đóng kịch và cũng như là hát, múa trong nhiều giờ đồng hồ sau giờ học mỗi ngày. Gia đình các em đã tụ tập để xem buổi tổng duyệt hoạt cảnh vào đêm trước ngày Pakistan, cổ vũ các em để diễn lại các sự kiện dẫn tới việc thành lập Pakistan sau nhiều năm đấu tranh.